Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe nha. Vâng, hôm nay ở California cũng rất là nóng luôn các bạn. Ở Sài Gòn thì tôi cũng biết là thời tiết cũng rất là nóng, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có vài cơn mưa dịu lại cái nóng của Sài Gòn các bạn ha. Nhưng mà không bằng cái nóng ngày mai ở Sài Gòn thứ hai đâu. Cái nóng này là tôi nói là những cái lá đơn của Hồng Loan sẽ gửi tới những cái cơ quan chức năng để thụ lý. Và Hồng Loan đã tố giác cái nhà báo này đã có những cái hành vi lạm dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm quyền lợi ích cá nhân. Nó có tất cả hình như tới 45 bài viết, mà trong những bài đó bài nào cũng vu khống, bịa đặt. Và có những cái danh từ dành cho Hồng Loan như là đại nghịch bất đạo ha, rồi bất hiếu ha, xạo sự, lương lẹo, ăn trộm, ăn cướp gì đủ thứ chứ nghe. Thì Hồng Loan cũng đã có một cái bài viết gửi cho nhà báo Quỳnh Hòa Bình rồi, là cảnh báo nhà này rồi, nếu mà gửi những cái bài đó và không có tái phạm thì không sao, còn mà cứ ngoan cố như vậy thì sẽ lãnh đủ những cái gì mà nhà báo này lựa chọn, phải không các bạn ha. Và tôi cũng nghĩ rằng không hiểu tại sao Hồng Loan với người nhà báo này hoàn toàn không có biết nhau, cũng không có thù hằn gì với nhau từ đó đến giờ, chỉ con cái là ở chung một quận Phú Nhuận mà thôi. Mà có những cái bài viết rất là xúc phạm đến nhân phẩm của người ta. Sau này thì chúng ta cũng biết rằng là nhà báo này nói rằng là nhờ cái những cái thông tin của em và cháu của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cho nên dựa vào những cái lời đó mà nhà báo này mới bịa đặt thêm, theo tôi nghĩ. Tại vì khi mà chúng ta đọc những cái bài viết của nhà báo Quỳnh Hòa Bình này, các bạn phải uống thuốc tăng sông nếu mà các bạn cao huyết áp á. Tại vì không thể nào tưởng tượng được họ bịa đặt một cách nó trắng trợn như vậy. Và những cái gì mà nhà báo này viết nó thật là trơ trẽn. Nó trơ trẽn một cách rất là lố bịch luôn, theo tôi nhận xét là như thế. Có những cái mà chúng ta không thể tưởng tượng rằng họ cầm bút và đặt xuống để viết những lời lẽ đó. Và nếu mà như sau này mà có tội đấy các bạn, dựa vào cái tội là 331 hay 156 gì đó, không biết những người mà cung cấp thông tin cho nhà báo này có bị tội không các bạn. Tôi nghĩ là nếu mà cung cấp thông tin không chính xác á, thì chắc cũng phải dướng vào cái tội nữa phải các bạn ha. Một là 156, hai là 331 vậy thôi. Rồi gần đây thì cũng có những người đi đâu cũng dựa cái tên là cháu ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh, đi đâu cũng là cháu ruột của Vũ Linh, cháu ruột của Vũ Linh. Chúng ta cũng thấy rất là thường trên cái trang Facebook của Hồng Phượng và Tiểu Vũ Linh, con của bà Kim Thoa đó. Lúc trước thì chúng ta không bao giờ nghe cái tên Hồng Phượng trong cái làng giải trí ca nhạc. Từ khi mà tham gia vào Sao Nói Ngôi thì chúng ta cũng mới biết được Hồng Phượng mà thôi. Với giọng ca cũng đại khái cũng bình thường, không có cái gì mà ấn tượng đặc sắc. Nhưng mà chỉ có cái là đi đâu cô ta cũng nói rằng cô ta là cháu của nghệ sĩ Vũ Linh, cháu nghệ sĩ Vũ Linh, mà đây chữ cháu ruột nữa chứ. Tôi không biết, cháu thì đủ rồi, cái cần gì mà phải có thêm chữ ruột nữa. Cũng như là sau này thì có cái cậu mà con của bà Kim Thoa đó các bạn. Thì trước đó thì cậu ta, cái giọng hát của cậu này tôi cho rằng cũng là ok thôi, chứ không phải là xuất sắc lắm. Ngày xưa thì có hay đề là cái tên là Tiểu Linh Vũ, cháu ruột Vũ Linh. Nhưng mà bây giờ thì bỏ rồi, không có còn lấy cái tên là, không có đề ở dưới là cháu ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa, mà đề là Tiểu Linh Vũ mà thôi. Ruột hay không ruột thì mọi người cũng đủ biết rồi. Và theo như chúng ta biết rằng
Vợ của Tiểu Linh là nghệ sĩ Kim Thoa cũng có một lá đơn kiện Hồng Loan về cái vấn đề mà khui ra cái trong cái chuyện gia đình của bà ta, nói Tiểu Linh Vũ là con của Hàn Quốc. Và mọi người cũng đủ biết rằng cái chuyện này khui ra không phải là Hồng Loan, mà người đầu tiên nói Tiểu Linh Vũ là Hàn Quốc là chú Bảy Tiểu Linh mà đã nói trong một cái cuộc trò chuyện với lại Kim với lại Thúy Nga của các bạn ha. Thì đâu phải một mình Hồng Loan biết đâu. Khi mà nói như vậy rồi Thúy Nga đưa lên trên YouTube thì tất cả mọi người trên thế giới này đều biết hết rồi, chứ đâu phải là Hồng Loan tự bịa chuyện đặt ra mà nói đâu. Tôi thấy trong cái vấn đề những đứa con của chú Bảy Tiểu Linh là tôi thấy tội nghiệp cho Bùm Bùm nhất. Đến bây giờ đã mang thai và sắp sanh thì lại bị chồng của Hồng Phượng, và Hồng Phượng có những lời mà lời lẽ không đúng và trù ẻo này kia nọ các bạn. Nếu mà chú Bảy Tiểu Linh suy nghĩ lại coi, con Bùm Bùm cũng là cháu ngoại của mình, cũng gần lắm đó nghe, một giọt máu đào hơn ao nước lã đó nha. Còn ai kia thì có phải hay không phải gì bây giờ mọi người cũng cũng biết hết trơn rồi. Bây giờ chú Bảy Tiểu Linh bây giờ có lên trên YouTube có nói lần nữa nó là con tôi này kia nọ, rồi sắp sửa tới đây sẽ tổ chức sinh nhật làm live show cho nó, cái đó là chuyện của chú Bảy Tiểu Linh. Nhưng mà muốn làm như vậy và nói những câu như vậy không nghĩ rằng đau lòng Bùm Bùm không? Mặc dù Bùm Bùm không một lời nào nói xấu cha mình nghe, chứ không phải như là chú Bảy Tiểu Linh mà lên trên không gian mạng có những lời lẽ không tốt dành cho con của mình nè ha. Còn Bùm Bùm là tôi thấy có những cái lời rất là như là Bùm Bùm nói rằng cha của em bị người ta thao túng, ba của em bị người ta dẫn dắt thì thôi, với ba của em cũng không có muốn tranh giành nha. Đó là những lời một đứa con hiếu thảo dành cho một người cha rồi còn gì nữa mà các bạn ha. Chị thấy buồn cười là có những người không phải ruột thịt thì cứ nhận càng là ruột thịt, hoặc là trên trang cá nhân hay bất cứ cái chỗ nào đi đâu cũng nói rằng là cháu ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cũng một bài viết của Hồng Loan nè, khẳng định như thế này để cho những người nào mà dựa dẫm vào cái tên của cha của mình để thức tỉnh giùm ha. Đây bài viết của Hồng Loan nè, viết cho Bùm Bùm á: nghĩ sao bắt năm mình vừa nằm xuống lại có hai bộ mặt bí truyền lại xưng bà con dòng họ là cháu ruột của ba, nói mà không ngượng miệng, rộng họng mà không biết nhục. Hồng Loan thì có một cái đặc biệt là viết không có chấm phẩy gì hết trơn á. Thì các bạn cũng đã đủ biết rồi, ngày xưa đi học mà không có cha kèm, cha thì bận rộn công việc đi hát mưu sinh ở nhà mà đâu có ai chỉ dạy gì đâu. Mà đang đi học rồi gặp bà Sáu Hồng Nhung, bà ăn hiếp, bà chèn ép, bà đánh đập nữa, cho nên chữ nghĩa gì chắc cũng bay hết. Bây giờ cho nên viết ra toàn là viết thẳng như cái ruột ngựa luôn nha, không cần chấm phẩy gì chân. Đó là cái lối viết của Hồng Loan hồi đó giờ chúng ta hay biết lắm. Rồi tiếp tục nha bạn ha. Muốn được cái địa vị đó hay không thì phải xem lại mình có làm đúng hay chưa. Lúc ba em bệnh hai bộ mặt này có lo cho ba em được cái gì chưa? Một viên thuốc, một miếng cháo hay một cái tâm mà muốn đến thăm cũng chưa hề có. Ngay cả lúc ba em nằm bệnh viện, hai bộ mặt này cũng chỉ vào bệnh viện để ăn xong cho đã rồi về, chứ chưa hề có một cái gì gọi là thật tâm lo cho ba em. Mỗi lần đến đây đứng ngay bàn thờ của ba em diễn còn hơn là ruột thừa. Xin lỗi nha, ba em không dám nhận đâu. Con ai, cháu ai thì về nơi sản xuất, mà bày trò càng nói càng thấy nhục, giùm cho hai bộ mặt bí truyền
không biết nhục là gì. Đời này bớt sống giả tạo lại đi, đuôi cáo lồi ra hết rồi, đừng rộng họng nhận bà con nữa, ai mà biết. Ai cũng biết hết rồi, đừng mượn danh tiếng của ba tôi mà làm trò dơ bẩn của mấy người nữa. Hát một tuần, hát hoài, ai xem mà diễn có đạt được đâu mà đòi làm cháu của ba. Dốt cũng chừa người khác dốt chứ, dành dốt hết thì sống làm sao nổi á. Mà nói nào ngay, cái nơi sản xuất cũng là những nghệ sĩ như vậy, cũng là nghệ sĩ mà tại sao không lấy tiếng mà đánh bóng tên tuổi của mình đi, mắc mớ gì với chui đầu vào nhà của ba của tôi xưng là ruột thịt. Mà cũng đâu phải là không biết chuyện đâu, cũng có cái đầu mà sao không biết suy nghĩ vậy. Bộ dốt đặt một chỗ một lò chui ra hay sao? Ý ông Long muốn nói rằng cái nơi mà sản xuất á, cũng là nghệ sĩ mà, thì lấy cái danh tiếng đi đâu, chẳng hạn như nói tôi nói thí dụ thôi nha, tôi nói thí dụ đây, thí dụ là Kim Thoa đi, nói con ruột của Kim Thoa đó, thì cũng là nghệ sĩ mà, thì lấy là cái tên đi, mắc mớ gì phải nói là cháu ruột của Vũ Linh không các bạn ha, thì nó là con ruột của Tiểu Linh đó, hoặc là con ruột của Kim Thoa cũng được vậy. Mình muốn xin ruột rà thì mình đó ruột rà đó, thì cần mắc mớ gì phải lấy cái tên, hay là dựa dẫm cái tên của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì mới được khán giả chiếu cố. Ở trên đời như thế này tôi nói thiệt chứ, không có ai mà đi tranh giành tài sản của con gái người ta, mà trong khi lúc người ta còn sống người ta giúp biết bao nhiêu phải các bạn ha. Còn cái nhà báo này thì vẫn còn ngoan cố lắm. Bữa nay còn viết thêm cái dòng trạng thái này nữa chứ. Nè, cái này là của nhà báo Quỳnh Hòa Bình nè các bạn ha. Sao mới hai bữa trước thôi, cô Hồng Loan, cua Mỹ bùm bùm và chị Đại gì đó còn lên live đấu tố. Anh em phải đấu tố à nhà. Người ta nói rõ tất tần tật những gì xảy ra trong gia đình. Tại bao nhiêu lần phía bên kia dùng truyền thông, dùng cô luôn á, để biết những việc mà không có, cho nên chị em của người ta họ võ, người ta đứng lên và người ta nói những cái gì đã xảy ra trong cuộc sống, trong cuộc đời của người ta. Tại sao cái vụ mà gạt cố nghệ sĩ Vũ Linh ký tên nói là sửa nhà đó, rồi cái căn từ đường bị ngân hàng siết không nói, nhà báo này tránh không bao giờ dám viết cái vụ mà nhà từ đường, chỉ biết là những cái chuyện vòng những chuyện không có không à. Chúng ta tiếp tục ha. Là lên live đấu tố bà Hồng Nhung, cô Hồng Phượng, cô Kim Nga, ông Thành, Vân Tiên, và ám chị nhà báo để bị đặt vu khống hãm hại. Mà từ đầu đến qua nay luôn có cả một mớ nít chạy vô nhà của tôi chửi tôi xen vô chuyện của người khác, chia rẽ gia đình, rồi có cả mớ nít dở giọng đạo đức khuyên tôi đừng nên nói chuyện nhà người khác để pháp luật xử lý là sao ta. Không cần đâu cô, bây giờ cái lá đơn ngày mai thứ hai sẽ chuyển đến bốn nơi luôn nha, bốn nơi theo tôi biết thì ở công an quận Phú Nhuận nè, công an thành phố nè, rồi chắc hai chỗ nào nữa. Chẳng lẽ cô Hồng Loan thực sự muốn hàn gắn gia đình à? Chấm hỏi. Chẳng lẽ cô Hồng Loan đang không chia rẽ gia đình à? Chấm hỏi. Chẳng lẽ cô Hồng Loan không lôi chuyện nhà ra cho thiên hạ bàn, thiên hạ chửi, người thì kích động chửi người ta. Chẳng lẽ cô Hồng Loan muốn chuyện nhà để nội bộ xử hay sao? Chấm hỏi. Đúng là phe của cô Hồng Loan bản chất láo xạo, lương lẹo, thấy ớn luôn. Cái này thì nên dành cho phía Hồng Nhung và Hồng Phượng, tại vì họ đã dẫn dắt dư luận, nhất là Hồng Phượng, rất là, phải nói là nhiều người nói là giống như là lương chúa luôn nha. Dẫn dắt dư luận nè, thông tin nè, bịa đặt nè, rồi gửi gắm những cái thông tin cho cái nhà báo này. Và nhà báo này tôi không biết có nhận tiền hay không, hay nhận được bao nhiêu tiền mà sao nó viết giống như là đúng rồi, giống như là người ở trong cuộc vậy đó các bạn.
Khi viết nó nghe thì giống như là Hồng Phượng đang đứng ở vị trí của Hồng Phượng em. Dành những lời rất là ác tâm cho Hồng Loan. Thôi để mình đọc một chút ít những lời bình luận của các bạn ở trên đây ha. Bạn Châu Bích: Hồng Loan nên nhờ công an vào cuộc giải quyết cho thấu tình đạt lý cho Kim Nga và pháp luật Việt Nam công bằng cho Vũ Linh. Vân Kim Nga cũng cung cấp thông tin cho nhà báo Quỳnh Hòa Bình này các bạn ha. Và có cái vấn đề là Kim Nga là những người cuối cùng ở bên cạnh cố nghệ sĩ nữa, trong đó có Hồng Nhung và Hồng Phượng. Ý tôi muốn nói ở đây là ở trong căn nhà đó, thì cái vấn đề mà những cái tư trang huy chương vàng Trần Quốc Trang mất thì có liên quan không các bạn? Có liên quan đến mấy người này không các bạn? Tôi nghĩ chắc cũng có chứ hả? Mà cho đến bây giờ Kim Nga có nhận tiền chấp điếu từ nơi bạn bè hay là những người quen biết cho cố nghệ sĩ không các bạn? Có đó các bạn ha. Rồi Kim Nga cũng là người mà ký cái văn bản, Hồng Phượng thì ký cái văn bản với lại bên truyền thông. Nhưng mà Kim Nga là người nhận tiền 89 triệu đó các bạn. Có bây giờ cái số tiền đó trả lại cho Hồng Loan chưa? Có đưa ra Hồng Loan chưa? Và những cái số tiền mà nhận phúng điếu có sao kê rõ ràng chưa? Hình như những cái đó chưa hết chứ không các bạn ha. Rồi bạn Phát Tiên này có nói: nơi chú yên nghỉ không phải là cái chợ, mà muốn đem gì đến là đem, chuyện gia đình người ta còn ngao ngáo không biết lấy cái quyền gì mà xâm phạm mộ của chú, hãy để cho chú ngủ yên. Bạn này nói như vậy tại vì trong cái thời gian gần đây chị Lành Tóc Quăng nè, rồi Kim Nga lên trên Bình Dương đó các bạn, nói với lại ban quản lý là muốn đặt cái cục đá có bài thơ của Văn Tiên. Tôi nghĩ mấy người này thiệt là ngáo luôn đó các bạn. Không hiểu như thế nào mà lên trên đó. Cái một phần này, cái người có quyền nhất hiện bây giờ là Hồng Loan, chứ không phải là ban giám đốc của bên Hoa Viên Bình Dương đâu. Mà cái cô Văn Tiên ở bên Mỹ này, cô cũng ngáo thì đến bây giờ này vẫn chưa bỏ cái ý định là đem cái bài thơ tầm bậy tầm bạ, bài thơ không ra hồn vậy chứ, để kế bên cái ngôi mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Bởi vì Vũ Luân mới gọi cái người này là ngáo thì đúng thì là ngáo thiệt á. Chị Vân Phan ở Long Xuyên có nói: Cali ơi, sáng nay nghe kênh của La Italia nói về tin đồn Trấn Thành sẽ livestream cùng Hồng Loan, trong đó có một đoạn ghi âm sự phân tích của Lộc Vườn Cây, nói về thao túng tâm lý cả chú Bảy, cả Nga, cả nhà báo Hòa Bình đang bị thao túng tâm lý. Chị nghe có một đoạn nhưng thấy cô Lộc Vườn Cây này nói hay và có nhiều bài viết cũng hay lắm. Em cũng chưa có nghe cái livestream cùng một lần các ba chị ơi. Tâm Ngô: con ngáo Vân Tiên nó ấm ức lắm vì bài thơ của nó không được lên để lên ngôi mộ của anh Vũ Linh. Đúng thiệt, con này cũng ngáo thiệt á. Cái bài thơ nó không ra hồn vậy chứ á. Bên đầu các bạn lục lại với các bạn tìm đọc đi. Không có hồn, không có vần, cái một bài thơ giống như là một đứa lớp 4, lớp 5 viết vậy thôi à. Bạn Mỹ Kiều: anh ơi, kêu Kim Nga đem bài thơ về nhà để cho ba má nó chết, rồi để lên ngôi mộ của ba má của nó đi. Nhưng mà phải kêu nó sao kê nữa. Bạn Nguyễn Huy: người ta cố gắng thực hiện cho đúng hợp đồng mà thôi, không muốn trả lại tiền. Có nghĩa là ngày xưa chắc có lẽ là Văn Tiên gửi tiền về cho bên kia một ít gì đó. Nhưng mà số tiền đó cũng không phải là của Văn Tiên đâu nghe. Cũng lấy cái tên của cố nghệ sĩ rồi quyên góp từ người này, người kia, người nọ vậy thôi. Chứ không phải là hoàn toàn là tất cả số tiền đó là của Văn Tiên đâu. Thì theo như bạn này nói á, nếu mà làm theo hợp đồng thôi, còn không thì phải trả tiền lại cho cô Văn Tiên. Chắc là như vậy. Bạn
bạn Nguyễn An. Cái này là phải hỏi ý kiến của Hồng Loan, không ai có quyền quyết định, nếu làm vậy thì phải trị tội. Chứ mấy người này coi thường người ta quá. Có nhiều người thì cứ nghĩ rằng mình có thể làm những cái chuyện đó không cần qua bên Hồng Loan, mà chỉ cần đến thẳng bên khoa viên, xin phép khoa viên để bài thơ trên miếng đá gì đó đại khái, hay là cục đá gì có khắc bài thơ rồi để đó, như vậy thì đâu có được. Nhưng mà họ cứ suy nghĩ là họ làm được những cái chuyện đó, đó các bạn ha. Và bây giờ thí dụ khoa viên có đồng ý đi, Hồng Loan có đồng ý hay không, và khán giả trong nước có đồng ý hay không, và những người yêu mến, những người đồng nghiệp của Vũ Linh có đồng ý như vậy hay không, nhất là khán giả ở trong nước. Không ai đồng ý cái chuyện đó hết trơn á, phải các bạn ha. Nhưng mà họ có cái sự suy nghĩ, mình cũng không hiểu được cái lối suy nghĩ của họ, cái tư duy của họ như thế nào luôn nữa. Có nghĩa là không được bình thường như là những người bình thường. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng với mình chia sẻ một ít thông tin và đọc về cái bài viết của Hồng Loan. Nói về ai đó tự nhiên khi ba của Hồng Loan mất thì tự nhiên cái là truyền nhân đi đâu cũng dành là cháu ruột hết trơn, ruột hay không ruột thì người ta cũng đâu biết rồi, không các bạn ha. Vâng, xin kính chào quý vị và chúc quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.